Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đại hội 13 1 tỷ đô la sẽ quấn theo chiều gió và cái đại hội này chả có gì mới mẻ so với những gì đã từng xảy ra. Cứ 5 năm một lần Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội đảng, họp hành nhiều nhất và ồn ào nhất trên báo chí có hai khâu chuẩn bị là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự Cả hai tiểu ban này nằm dưới sự lãnh đạo tài tình của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Trên bên nổi nó ồn ào là vì hai tiểu ban này có nhiệm vụ, một bên thì lo chính sách đường lối cho 5 năm tới và một bên thì soi rọi để chọn ra 200 ủy viên tân trung ương đảng và phân chia ai làm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội trong hàng tư trụ. Tuy nhiên, trong thực tế mọi dàn xếp đã được tính toán bên trong bởi một bộ số bố già ở hậu trường nhưng người ta làm ra vẻ khẩn trương căng thẳng chỉ là để quan trọng hóa vấn đề nhằm để câu view theo cách nói của thời đại công nghệ 4.0. Nói cách khác, mọi chuyện đã được một số bố già trong bộ chính trị cũ quyết đoán nhưng họ vẽ ra nhiều phiên bản ly kỳ để khởi dậy sự tò mò của dư luận không cần chờ đến đại hội đảng người ta đã sắp hàng ngũ tứ trụ hiện nay sẽ là Trần Quốc Vượng tổng bí thư Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước Vương Đình Huệ thủ tướng Trương Thị Mai chủ tịch quốc hội cho 5 năm tới bắt đầu từ 2021 đến 2026. Còn về đường lối chính sách thì vẫn là đù dày giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng thu hút đầu tư ngoại quốc để đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam đạt được ước mơ công nghiệp hóa mà đáng lý ra đã phải hoàn tất vào năm 2020 nhưng vì lực bất tổng tâm mà nói chính xác bởi những cái đầu ngu dốt của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng nếu cứ để cho dư luận loan truyền như vậy sẽ khiến cho việc tổ chức đại hội 13 không còn mấy ai quan tâm Chính vì thế, Cộng sản Việt Nam mới đưa một số con vẹt lên diễn hài trong một số hội nghị và dùng báo chí lề đảng thổi phồng về những cái mới của Đại hội 13. Tiêu biểu nhất cho màn trình diễn cái mới tuần vừa qua là báo chí lề đảng đồng loạt loan tại về việc ông tiến sĩ Phùng Hữu Phú với chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đăng đàn giới thiệu những điểm mới của văn kiện Đại hội 13 vào ngày 10 tháng 6 tại Hội nghị hướng dẫn cán bộ tuyên giáo. Theo ông Phú, dự thảo văn kiện này sẽ có nhiều cái mới. Tuy nhiên khi đọc qua các trích dẫn của ông ta, người ta không những phì cười mà thấy thương hại cho ông Phú, cố dùng từ ngữ mới để giáng khỏa lấp những điều quá cũ. Đó là những suy diễn lý luận vòng vo không khác với một mớ từ ngữ quảng cáo cho hình ảnh hình thức chủ nghĩa xã hội theo kiểu dán thuốc dán để chữa bệnh nhưng chưa hết đau chỗ này lại phải dán chỗ kia. Đó là miệng lưỡi của kẻ quảng cáo chứ không phải là của ông thầy thuốc. Sau những biện luận mâu thuẫn cuối cùng thì Phó Chủ tịch Phùng Hữu Phú cũng đi đến kết luận. Đáng giá là đảng phải gắn chặt với chủ nghĩa Mark Lenin để duy trì chế độ độc quyền lãnh đạo. Thứ nhất, ông Phú cho rằng đảng là linh hồn nhưng sức mạnh phát triển đất nước là hệ thống chính trị. Điều này thật ra chẳng có gì gọi là mới, vì nếu nói Đảng là linh hồn thì chẳng phải ngon lành, phải tốt đẹp để dẫn dắt toàn dân, sao lại là hệ thống chính trị làm chuyện đó? Sau 90 năm tồn tại, cái linh hồn này chỉ còn là những trang lý thuyết kinh điển hoàn toàn xa rời những đòi hỏi tiến lên của đất nước. Và lại trên thực tế ở Việt Nam dù chế độ có đầy đủ ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng đó chỉ là hình thức dân chủ giả hiệu mà tất cả quyền lực tập trung vào tay đảng cầm quyền. Nói cách khác, Việt Nam không có hệ thống chính trị tam quyền phân lập đích thực như những nước dân chủ phương Tây. Vì vậy, hệ thống chính trị lập ra chỉ để làm người thừa hành của đảng. Thứ hai, Ông Phú nói phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Người ta còn nhớ trước đây Đảng đã khẳng định phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa. Nhưng đến năm 2016 thì nói là khó quá. Đến tháng 3 năm 2018 nghị quyết của Bộ Chính trị hẹn 10 năm sau, tức năm 2030 sẽ hoàn thành mục tiêu này và cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nay ông Phú lại nói đến giữa thế kỷ 21 tức năm 2050. Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đúng là bánh vẽ. Ông Phú quên mất phát biểu của ông Trọng vào năm 2013 rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Hóa ra đến giữa thế kỷ 21 này cũng chẳng có gì mới ngoài những lời hứa hẹn hào nhoáng qua cửa miệng của nhà lý luận từ Trung ương thứ ba ông phú cho rằng ý kiến đòi từ bỏ chủ nghĩa marxism là một sai lầm vì khi không còn thừa nhận chủ nghĩa mác tức phủ nhận vai trò và trách nhiệm vụ và những nhiệm vụ của đảng cộng sản việt nam từ đó sẽ mở đường cho đa đảng tức có sự cạnh tranh với đặc quyền lãnh đạo của đảng trong thông tâm đây là mối lo âu lớn nhất của đảng vì nó va chạm đến hồi kết cuộc của chế độ tồn tại trên nền tảng một lý thuyết chính trị đã tan rã từ lâu. Cho đến nay, quan điểm của những người Cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là hiện tượng tất yếu của một chủ thuyết đã cạn nguồn tư duy. Họ cho rằng ở nước Nga năm 1991, chủ nghĩa Cộng sản không tan rã mà chỉ có cơ chế cầm quyền sụp đổ. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn gắn chặt với chủ nghĩa Mark Lenin để giữ độc quyền cai trị như vậy có khác gì với chủ trương của Đảng xưa và nay. Từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu là trào lưu tư tưởng nổi bật nhưng không trào lưu nào ngự trị lâu dài như một định lý toán học. Chủ nghĩa cộng sản ra đời giữa thế kỷ 19 được Liên Xô tận dụng để phát triển đất nước hòng đuổi kịp phương Tây, nhưng Liên Xô đã thất bại sau 70 năm trụ trên một nền tảng hoang tưởng. Nên nước Nga phải chuyển hướng và chủ thuyết cộng sản đã bị thải hồi trong dòng tư tưởng nhân loại. Lẽ ra đó phải là một bài học lớn cho Việt Nam nên có can đảm từ bỏ một lý thuyết đã bế tắc từ lâu là một vật cản cho đà phát triển của đất nước. Thứ tư, ông Phú biện luận rằng không để có đảng mạnh và nhà nước yếu, ngược lại cũng không có nhà nước mạnh mà đảng yếu. Cả hai phải song hành để nắm giữ quyền lực. Thế nhưng trong thực tế ai cũng biết ở Việt Nam đảng và nhà nước chỉ là một Đảng cầm quyền đúng nghĩa thông qua hệ thống cấp ủy từ trên xuống dưới và nhà nước chỉ là công cụ của đảng để trực tiếp kiểm soát và sai khiến nhân dân. Vậy thì đâu có gì gọi là mới. Nói tóm lại, có ai đó đã từng ví Đảng Cộng sản Việt Nam như con tắc kè, cứ 5 năm đến hẹn lại lên, nó tạo ra màn đổi màu để thu hút sự chú ý của dư luận, làm bệ phóng cho ekip mới, tiếp tục lần theo đường mòn định hướng xã hội chủ nghĩa cho đến ngày bị người dân vùng lên loại bỏ mà thôi. Nguyễn Phú Trọng trọng xây dựng Đảng giang hồ nổi lên khắp mọi nơi. Đến hẹn lại lên cứ 5 năm một lần Đảng sản Việt Nam tổ chức đại hội đảng cấp từ trung ương đến địa phương đều rầm rộ gấp rút công tác chuẩn bị cho đến ngày sân khấu mở màn. Tất cả các đảng bộ, cơ quan đầu não, bộ, ban ngành đến đảng bộ 63 tỉnh, thành và cấp cơ sở sẽ đồng loạt kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra ban chấp hành đảng bộ, đảng ủy, tri bộ mới cho nhiệm kỳ 2020-2025. Từ tri bộ nhỏ nhất sau khi kết thúc đại hội sẽ cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên, cứ thế cho đến các đoàn đại biểu về Hà Nội dự đại hội toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016 2021. Gọi sân khấu mở màn là vì tất cả đã được lên kịch bản giàn dựng phân vai thuộc lời thoại diễn tới diễn lui, bỏ công sức tập dượt cho đến ngày sân khấu sáng đèn. Tất cả đều được dập khuân tuân thủ theo văn bản quy định hướng dẫn chỉ thị của đảng, lớp lang trình tự từ lúc trao cờ cho đến khi ra nghị quyết và bế mạc tặng quà chiêu đãi và ra về. Có mấy bác đảng viên lão thành ví von thế này, Việt Nam và Trung Cộng giống nhau kỳ lạ. Cày cả năm để Tết đến là chi tiêu bạt mạng, cứ đến ngày kỳ đại hội đảng là thỏa sức nhắm mắt xài tiền. Điều họ nói không sai, cứ tính nhẩm cũng ra hiện nay có 67 đảng bộ trực thuộc Ban chấp hành Trung ương. 63 đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bốn đảng bộ trực thuộc trung ương là đảng bộ khối các cơ quan trung ương, đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương, đảng bộ quân đội, đảng bộ công an trung ương. Có 64.000 tổ chức đảng cơ sở trực thuộc quận, huyện, thị trấn, thị xã. Đảng bộ của 63 tỉnh thành biết bao nhiêu là đảng bộ của quận, huyện, thị trấn. Mỗi đơn vị hành chính cấp phường, cấp xã phường đã có đảng ủy của đoàn hội ngành văn hóa, y tế, giáo dục, mỗi đơn vị cứ thế lập dự trù xin kinh phí tổ chức đại hội. Quyết định số 39 quy đề trên VPTVK của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn chi tiết tiền đại hội theo điều 3 nội dung chi. Thứ nhất, chi bồi dưỡng cho thành viên tiểu ban, thành viên tổ chức giúp việc và tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội đối với cấp tỉnh, thành và cấp huyện. Thứ hai, chi xây dựng văn kiện bao gồm soạn thảo, thẩm định, biên tập, chỉnh lý, hoàn chỉnh đến khi trình đại hội, chuẩn bị phương án nhân sự, trình đại hội. Thứ ba, chi cho công tác tuyên truyền phục vụ đại hội. Thứ tư, chi tiền thuê phòng nghỉ của đại biểu và khách mời trong thời gian đại hội. Thứ năm, chi tiền ăn của đại biểu và khách mời tham dự đại hội. Thứ sáu, chi thuê hội trường, trang trí khánh tiết. Thứ bảy, chi nước uống và giải khát giữa giờ. Thứ 8: chi văn phòng phẩm, in ấn, dự thảo văn kiện và tài liệu phục vụ đại hội. Thứ 9: chi thuốc chữa bệnh thông thường cho đại biểu, khách mời. Thứ 10: chi bồi dưỡng trực tiếp phục vụ bảo vệ đại hội, lái xe, an ninh, lễ tân, bảo vệ, y tế. 11: thuê xe đưa đón đại biểu, khách mời trường hợp ban tổ chức đại hội không bố trí được xe. 12: các chi khác, đó là chi mua cặp, sổ bút, huy hiệu, phù hiệu chi bồi dưỡng trực tiếp phục vụ đối với đại hội cấp xã. 13. Chi hỗ trợ đảng bộ bộ phận chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong đơn vị lực lượng vũ trang tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn khu vực 2, khu vực 3 theo quy định của nhà nước. Từ đây các tỉnh thành ban bộ ngành bắt đầu lên dự trù kinh phí đại hội để cấp trên phê duyệt cho phép xài tiền. Ước đoán tổng số tiền mà ngân sách quốc gia phải chi cho một đại hội đảng từ cấp trên cả nước là khoảng 25.000 tỷ, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Quay lại đại hội 12 hồi tháng 1 năm 2016 khi các tỉnh thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù địa phương đã xuất ngân sách chi cho đại hội, ông Nguyễn Tân Dũng còn duyệt hỗ trợ kinh phí đại hội đảng cho 33 tỉnh thành với số tiền lên đến 1.416 tỷ Việt Nam đồng. Tháng 7 năm 2019, Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện tuần giáo tỉnh Điện Biên tổ chức trong nửa ngày đã xài hết 350 triệu Việt Nam đồng. Nội dung chỉ để bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 là dịp để cho các đại ca đóng vai công tử Bạc Liêu, một tỉnh nghèo Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, dân số chỉ 600.000 người, quanh năm hạn hán mất mùa, tổng thu nhập cả tỉnh cũng như thu nhập bình quân đầu người năm nào cũng xếp hạng áp bảng của 63 tỉnh thành để tổ chức đại hội đảng 2020-2025 sắp đến. Tỉnh này cũng phê duyệt dự trù kinh phí gần 36 tỷ Việt Nam đồng. Tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn cũng chơi ngông không kém. Tỉnh này nghèo gần chót cả nước. Nhiều vùng quê dân tỉnh nghèo sơ sát, bữa ăn chỉ có rau với muối, áo mặc không đủ ấm, Mới đây, Ủy ban dân tỉnh lập dự trù đề nghị, đề nghị Bộ Tài chính duyệt kinh phí 86 tỷ 522 triệu đồng để tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đã thành nề nếp từ mấy chục năm qua trước các kỳ đại hội, Ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm có trách nhiệm xây dựng đề án nhân sự cho khóa sau, xây dựng chi tiết nhân sự chủ chốt ban chấp hành, ban thường vụ, thậm chí chuẩn bị cho bầu cử hội đồng nhân dân các cấp trước thềm đại hội. Quy trình luân chuyển cán bộ được kích hoạt và lãnh đạo được quy hoạch cho khóa sau sẽ về lót ổ, cài cắm chờ sẵn ở đó. Danh sách nhân sự ban chấp hành bộ chính trị, hội đồng nhân dân kể cả ứng viên đại biểu quốc hội được trình lên cấp có thẩm quyền phê chuẩn trước một bước. Nhân sự thường được quy định có số dư 10 đến 15% cho ra chuyện có tranh cự. Báo cáo chính trị do các cấp ủy chuẩn bị từ trước đại hội, sau đó lấy ý kiến góp ý kiến có vẻ dân chủ. Họ gọi báo cáo chính trị của đại hội là sự kết hợp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn khát vọng là thế đó. Đảng viên chưa gạch phiếu bầu đã phải đã biết được ai lọt vào cấp ủy, ai là bí thư đảng ủy. Người dân cầm lá phiếu đi bầu mà đã nghe sầm xì ông bà nào làm chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Còn nhớ ngày 17 tháng 4 năm 2018, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã bật mí trong phát biểu bế mạc hội nghị Thành ủy lần thứ 16 khóa 10 khi đề cập đến công tác cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc khóa 13 của Đại của Đại hội Đảng thành phố khóa 11 rằng Khách đây khoảng một tuần, Bộ Chính trị đã họp bàn về một số nội dung liên quan đến nghị quyết Trung ương 7, trong đó có yêu cầu về chuẩn bị đại hội đảng khóa tới. Trong đó có một chủ đề đại hội 13 của đảng là đại hội không có chạy chức. Trên tinh thần đó, đại hội 11 của thành phố Hồ Chí Minh cũng là đại hội không có chạy chức. Như vậy, vô hình chung ông Nhân và Bộ Chính trị đã thừa nhận rằng từ đại hội khóa 12 trở về trước đều có chạy chức chạy quyền. Đại dịch virus Vũ Hán vừa qua, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc hô hào cả nước chống dịch như chống giặc. Thế nhưng, ngay tại Quảng Nam, quê của ông, cũng như ở Hà Nội là quê của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng, Thái Bình quê của Trần Quốc Vượng, cũng nhiều tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Hải Phòng, các đảng viên chủ chốt, ngành y tế và cả lãnh đạo tỉnh đã phê duyệt nâng khống giá máy xét nghiệm lên từ 3 đến 7 tỷ so với giá gốc để xà xẹo ngân sách của nhà nước. Vậy ai dám đưa ra câu trả lời bảo đảm rằng con số 1 tỷ đô la chi cho đại hội đảng các cấp, bao nhiêu kinh phí thật sự dành cho đại hội, bao nhiêu đã rơi vào túi các quan chức lãnh đạo. Với 5,2 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2019 so với 97,2 triệu dân trên cả nước, cứ 5 năm một lần là quả là xót xa khi mà hàng tỷ đô la của người dân bị quấn theo chiều gió trong khi đây đó người dân chết tại bệnh viện, xe nhà nước làm ngơ, thân phận phải bỏ xác trong chiếu cột sau xe máy trở về nhà. Mới đây, những ngày đầu tháng 6 năm 2020, cộng đồng mạng và người dân cả nước rơi nước mắt khi các em nhỏ người Hâm Mông thuộc thôn 12 xã Vụ Bổn, huyện Crong Bách, tỉnh Đắk Lắc vì đói thịt các em đã phải bắt ve sầu về ăn với cơm. Dù không muốn nhưng mỗi 5 năm một lần người dân phải xem show diễn của Đảng Cộng sản Việt Nam, một show diễn tốn kém với cả tỷ đô la. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp được một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.